Xin kính chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay: hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng trong năm tháng về già. Vẽ nên những khoảnh khắc hạnh phúc qua sự hiểu biết và tôn trọng, những bữa ăn ấm áp, những buổi dạo chơi chậm rãi và những lời nói yêu thương, không chỉ là những hành động mà là biểu hiện chân thành của tình cảm sâu đậm. Nhưng hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng ở giai đoạn này còn nằm ở sự đồng hành, sự chia sẻ. Và với mỗi bước chân đi qua thời gian, chúng ta học được rằng hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tinh thần mà còn là một hành trình của sự trưởng thành tâm hồn. Hãy cùng nhau gìn giữ và phát triển tình nghĩa vợ chồng để những năm tháng về già trở thành một chương trình hạnh phúc và tình ý nghĩa, nơi chúng ta học hỏi, tạo ra những kỷ niệm đẹp và chia sẻ tình thân. Hãy giữ chặt tình và nghĩa trong tim để cuộc sống của chúng ta trở thành một câu chuyện tuyệt vời và đáng nhớ. Tình và nghĩa như hai con đường thẳng song song chạy qua cuộc đời của chúng ta, tạo nên bức tranh đẹp và phong cách của tình yêu và ý nghĩa. Tình là cảm xúc mạnh mẽ, nhưng nó còn hơn thế, là sức mạnh tạo nên sự kết nối, sự hiểu biết và lòng tin. Nó là bản năng tự nhiên đưa ta đến gần nhau và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chúc quý vị và gia đình có những năm tháng về già tràn ngập hạnh phúc và ý nghĩa. Thank you for watching, and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.